Năm ngoái, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã từ chức. Thủ tướng Merkel, người giữ chức thủ tướng lâu nhất của Đức và nổi tiếng là thủ tướng trong khủng hoảng, là một nhân vật được kính trọng đã dẫn dắt nước Đức trong các cuộc khủng hoảng như khu vực đồng tiền Trung châu Âu và Corona-19. Mặt khác, anh cũng nổi tiếng là một nhân vật mạnh mẽ, người luôn tự hào nói về niềm tin của mình. Ngay cả trong bài phát biểu giải nghệ, cô cũng không giấu giếm cảm xúc của mình. Cô không chỉ công khai chỉ trích các quốc gia khác như Trung Quốc, Nhật Bản mà còn không ngại đề cập đến những khuyết điểm của Đức. Nhưng trong bài phát biểu của mình, cô ấy đã thể hiện tình cảm đặc biệt với Việt Nam và ca ngợi nó. Cô cũng nói rằng cô muốn sống ở Việt Nam sau khi nghỉ hưu. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn tại sao lại như vậy. Thủ tướng Angela Merkel là thủ tướng tại vị lâu nhất của Đức, đã giữ cương vị thủ tướng trong 16 năm. Không chỉ vậy, bà còn nắm giữ các kỷ lục là người trẻ nhất, người phụ nữ đầu tiên, người đầu tiên đến từ Đông Đức và thủ tướng đầu tiên tự nguyện từ chức trong lịch sử nước Đức. Mặc dù cô ấy vẫn có được sự nổi tiếng và đánh giá cao khủng khiếp, cô ấy đã tự mình từ chức để lại vai diễn cho thế hệ tương lai. Sự nổi tiếng của cô ấy đều bắt nguồn từ khả năng của cô ấy. Khi lần đầu tiên được bầu, bà chỉ được chấp thuận nhiều hơn 1% so với Đảng Dân Chủ Xã hội đối lập. Ngoài ra, cô ấy đến từ Đông Đức, vì vậy cơ sở chính trị của cô ấy không ổn định. Nhưng một năm sau, bà đưa ra chính sách kinh tế cắt giảm một nửa tỷ lệ thất nghiệp vốn rất cao vào thời điểm mới nhậm chức. Ngoài ra, ông đã cho thấy khả năng chính sách vượt trội, chẳng hạn như phát triển liên minh với Liên minh châu Âu và các cường quốc lớn, và vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế châu Âu. Vì lý do này, cô thậm chí còn được tạp chí Time bình chọn là nhân vật của năm của Forbes. Xếp hạng chấp thuận của cô ấy tăng vọt và cô ấy có thể duy trì vị trí thủ tướng Đức ổn định trong khoảng 16 năm. Cô cũng được biết đến là người quan tâm đến lịch sử và xã hội chính xác. Là thủ tướng Đức với một lịch sử tồi tệ trong quá khứ, bà không chỉ xin lỗi các quốc gia xung quanh mình hàng năm mà còn tiếp tục làm việc cho họ trong cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, bà đã chỉ trích rất nhiều hành động của các nước trong hoàn cảnh tương tự là Nhật Bản và Trung Quốc. Thủ tướng Merkel đã đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ đối với Thủ tướng Shinzo Abe, người đang che giấu vấn đề nạn đói lớn trong quá khứ. Ngoài ra, nó đã kêu gọi các lệnh trừng phạt quốc tế chống lại Trung Quốc vì đã xâm phạm lãnh thổ của các nước láng giềng. Như vậy, trong nhiệm kỳ Thủ tướng Merkel, bà đã có ảnh hưởng to lớn không chỉ ở Đức mà còn trên toàn thế giới. Vì lý do đó, rất nhiều người quan tâm đến việc bà sẽ từ chức Thủ tướng của một quốc gia sau khi nghỉ hưu như thế nào và thể hiện tương lai của mình với tư cách là một nhà hoạt động quốc tế. Nhưng lựa chọn của bà Merkel không ai khác chính là Việt Nam. Trong bài phát biểu từ chức, bà cho rằng Đức nên noi gương Việt Nam trong tương lai. Hiện nay, thiết bị gia dụng Việt Nam đang càn quét thị trường trên khắp châu Âu, ngoài nước Đức. Đặc biệt, máy điều hòa không khí của Nagakawa được bình chọn là sản phẩm tốt nhất khi nhận được giải xuất sắc ở cả 7 hạng mục trong cuộc đánh giá chất lượng được thực hiện tại Đức. Nó cũng đứng đầu trong cuộc đánh giá được thực hiện bởi phương tiện truyền thông tiêu dùng có ảnh hưởng của Đức Stiva. Nó đạt điểm cao nhất trong tất cả các khía cạnh kỹ thuật, hiệu suất, năng lượng và tiếng ồn. Đức được mệnh danh là quốc gia công nghiệp và khoa học nhất thế giới. Nhiều nhà khoa học nổi tiếng có ảnh hưởng lớn đến lịch sử nhân loại, chẳng hạn như Einstein của thuyết tương đối, Langen, người phát hiện ra tia X và Fritz Haber, người phát minh ra khí độc đều đến từ Đức. Vì lý do này, không quá lời khi nói rằng Đức là quốc gia tốt nhất thế giới về công nghệ kỹ thuật, chẳng hạn như ô tô, thiết bị gia dụng và máy bay. Công nghệ thiết bị gia dụng của Việt Nam được công nhận tại Đức, nước có công nghệ kỹ thuật tốt nhất. Thủ tướng Merkel cũng chỉ ra điều này. Bà nhấn mạnh về sự cần thiết phải lấy điểm chuẩn của Việt Nam và nói: "Tôi cũng sử dụng đồ gia dụng của Việt Nam. Để không bị tụt hậu trong ngành thiết bị gia dụng của Đức, chúng ta cần phải làm việc chăm chỉ." Sau khi nghỉ hưu, cô nói rằng cô sẽ tiếp tục sống với tư cách là một nhà khoa học. Trên thực tế, cô đã nhận bằng tiến sĩ khoa học và kỹ thuật tại Đại học Leipzig trong thời gian ở Đông Đức trước khi trở thành một chính trị gia. Sau khi từ chức thủ tướng, bà được gọi là tiến sĩ Merkel. Cô bày tỏ tình yêu với Việt Nam, nói rằng: "Ở Việt Nam, một đất nước không có gì sau chiến tranh, nó đã tạo ra công nghệ tốt nhất thế giới. Tôi tự hỏi phép màu Việt Nam, tương tự như phép màu sông Rai, đã diễn ra như thế nào và trình độ khoa học và công nghệ hiện tại đã phát triển như thế nào. Tôi muốn ở lại Việt Nam và thực hiện một số nghiên cứu." Trên thực tế, Thủ tướng Merkel thậm chí đã trực tiếp đến thăm Việt Nam để trao đổi các trường đại học Việt Đức và có tình yêu với Việt Nam đến mức bà thường coi Việt Nam là một quốc gia gương mẫu. Cô ấy thậm chí còn cười và nói: "Tôi muốn dành phần đời còn lại của mình ở Việt Nam." Thậm chí ngày nay, các thiết bị gia dụng của Nagakawa và Funiki vẫn nổi bật trên thị trường châu Âu. Nó đã vượt qua các thương hiệu nổi tiếng của châu Âu và lần lượt nhận được những đánh giá cao nhất. Bằng cách phát triển và áp dụng các công nghệ phù hợp với đặc điểm khu vực, họ đang từng bước gia tăng ảnh hưởng trên thị trường. Có một thời, Nhật Bản cũng đang hướng tới vị trí thống trị trong lĩnh vực thiết bị gia dụng. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của công nghệ và thiết kế đã dừng lại và cuối cùng thua Việt Nam.
Sự phát triển không ngừng và không ngừng của Việt Nam đã làm say mê thế giới. Châu Âu là nơi khai sinh ra cuộc cách mạng công nghiệp. Không quá lời khi nói rằng công nghệ được phát minh ở Đức và Anh là điểm khởi đầu của công nghệ hiện đại. Điều này cho phép các công ty nổi tiếng của châu Âu chiếm lĩnh thị trường. Nhưng phẩm giá ấy giờ đang phai nhạt. Việt Nam đã và đang dẫn đầu thế giới về công nghệ dữ liệu và công nghiệp thông tin mới. Công nghệ thiết bị gia dụng hiện đang sánh vai cùng thế giới. Ngay cả Thủ tướng Đức cũng phải thán phục sự phát triển vượt bậc về công nghệ của Việt Nam. Ở một đất nước không có gì, chúng tôi đã phát triển đến mức này chỉ với nỗ lực và sự đầu tư. Nhưng Việt Nam sẽ không dừng lại ở đó. Chúng tôi không ngừng nghiên cứu và làm việc trong các ngành mà chúng tôi còn thiếu, chẳng hạn như kỹ thuật tên lửa, kỹ thuật ô tô và kỹ thuật điện. Ngay cả trong phần còn lại của ngành công nghiệp, dường như ngày đó không còn xa nữa khi Việt Nam của chúng ta sẽ mê hoặc thế giới. Video hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn vì đã xem.